lên Cảm đội ơn Trang luôn. màn Cảm ơn rồi. Acid chúng ta đen. Cảm ơn anh Tiếc thế nhở. Tâm. Cảm ơn Đi Tha. Cảm ơn Kania. Trời Cảm ơi. ơn chị Nga. Cảm ơn Quá Mèo trời Mèo. học Cảm luôn ơn rồi. chị Oanh không giống. Em búng á nha. Chị Oanh không giống bộ. Em búng Cảm á. ơn chị Oanh. Ok. Anh có tha không? Bây giờ mà anh mà tha thì chúng nó lại bảo anh là sĩ gái, mà không tha thì lại bảo là không đàn ông, lại không tha đàn bà. Bây giờ Tha anh phải đi. làm thế nào? Anh tha đi, mai mốt em chơi với anh nữa. Thôi thà để người khác giận còn hơn là bị mang tiếng là sĩ gái. Thôi em búng nên mọi người không tha đây này. Ui Ui ơi, búng nhẹ thế. Tím chán. uống chị mạnh gì trời. Đau không? Đau Không, không? không đau. Không đau à? Điêu. Ba cái đồ quỷ này mà đau cái gì, 40 cái nữa cũng được. Có mồm điêu. Yep. Nói chú giao lưu với anh Đạt kèo rồi em về nha. Ok. Cảm ơn Bye anh, bye cảm nha. ơn gia đình anh Đạt nhiều. Ok, cảm ơn em. Chúc bên đang chúc mà. Ô. Bích Ngọc là ai nhỉ? Yêu ơi thôi. Chơi với tôi một thì chịu. Tôi một khỏe lắm. Không chơi được. Qua tôi một thì còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Hello anh Hello bé dâu. Dạ, hello Bé dâu đang làm gì đấy? anh. Em à, em đang ngồi hát Em đang hát bài gì? hát. Hát nhưng mà xong rồi, không hát nữa. Ôi, tự nhiên mình thấy được anh đẹp mời, trời ơi. Em ơi, em tắt cái vang đi được không? Rồi, ok chưa? Em có chơi PK không? Dạ, chơi thì chơi, nhà em không có ai đâu nha. Còn mấy mẹ, mấy mẹ bảo không có ai thì tôi sợ lắm đây nè. Thế... Mấy mẹ này bảo không có ai mới là kinh khủng khiếp này. Ví dụ như bây giờ em không có ai thì sao? PK em. Thì anh không có ai đâu. Ơi chơi Em đi, không có ai mà mấy ngày đầu tiên mẹ đang đứng top 10. nhưng mà Thế bây giờ kèo gì vắng đây? hết, bây giờ vắng hết rồi anh đệ ơi. Không, bây giờ tranh kèo gì? Kiểu gì nhẹ nhẹ nhàng tí thôi, tại vì chơi 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 cho vui. Đúng rồi, em ra kèo đi. Em ra kèo đi, anh không biết kèo gì. Em nhanh thôi, em ăn thuộc chỉ dầu slow motion. Slow motion có nghĩa là kiểu chậm chậm đấy à, kiểu chậm Dạ chậm chậm đó đó chậm đó, chậm ẻo 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 gì đó. à, giống như kiểu con run bị đóng băng đúng không? Chấp điểm em đi. Em chấp anh bao nhiêu điểm? Anh chấp em 10k. Để anh hỏi ý kiến bên này đã nhá, bởi vì là một bên là top 10, một bên top 22 và top 22 chấp top 10. Có chấp không mọi người? Có Mọi ai người chấp mà đã thế nhá, chấp không? hẳn 10 điểm. Cho em, cho em 10k chơi. Mọi người bảo không bé ơi, chấp Không. 10 điểm cơ. 10 điểm thì nói thì có 90 điểm Nhưng mà cùng xì dầu bao nhiêu cái? 10 cái thôi. 10 cái thôi à? Dạ. Đã thế anh nâng độ, anh chấp em hẳn 11 điểm. Ơi, Rồi anh em 11, đưa 11k đúng không? thiệt. 11 điểm. Cảm ơn anh Quang. Mọi người nhấp tay đi mọi người. Nhấp tay đi mọi người. 5k thôi á.
Tôi nói chung là cứ chấp em 15k, bên nhà mình đông vui hơn mà, người 15k không xin dạ. đâu thì đúng mọi người Em bảo vệ có hơn tôi 100, em có hơn 100 view không? 100 view, anh có 700, 700 trừ 100 còn 600, Thì nhận mấy ca còn view chứ, 38 nhận bao 38 giờ? Rồi, nhận thôi, còn có là chấp view. 5k nhá, chấp 5k nhá. Không, chứ 15k. Ừ, nãy em nói 15k rồi mà. Ôi, bên nhà anh 8k view kìa. Em biết rồi chị Oanh ơi, em biết rồi, em biết là chị không phải là Trần Đức Bo rồi, khổ quá, đổi lại tên đi, chị Oanh, chị ghi vào đấy là chị Oanh. Khổ quá. Khổ thật. Chị Oanh không giống Trần Đức Bo. Không phải em nhìn vào cái váy váy này em lại nhớ đến Trần Đức Bo, quả em cho mặc váy nhìn giống cực. Nhưng mà em nhìn lại rồi, có căn bản cái ảnh nó ấy. Thôi thống nhất chấp 10k nhé, bắt chấp 15k anh đi về luôn. Dạ, chấp 10k. Chấp 10k. Em Anh rồi em, đẹp. chị Oanh. Anh Chị đẹp Oanh chấp đổi lại 10k. tên đi. Chị ghi là chị Oanh thôi. Còn chị Oanh không giống Trần Đức Bo, mệt thật. Anh đẹp chơi với em một kèo, hai kèo hay ba kèo vậy? Em chơi mấy kèo cũng được. Mấy kèo cũng được. Dạ. Nhưng mà anh nói trước nhá, nếu mà ví dụ mà anh mà không may mà bị văng về, mà anh cũng yếu lắm, không may mà bị văng về thì anh sẽ nhờ ai? Đấy là nói thật, xong đến lúc đấy anh sẽ để tay như thế này, xong đây lại bảo là trốn đấy. Bởi vì anh sợ nó yếu ấy, mà nó yếu nó văng về, xong em lại bảo là ô thằng đặt đi là chơi thua Không có kèo xong đâu. về. Trời, ai bảo thế, em chẳng bao giờ thế. Cái gì mà thằng Đạt bi la đồ. Không có đâu. Chết mẹ rồi, bây giờ mới biết là mình còn chưa hết điểm điểm chấp đây này. Đấy em thấy chưa? Lao. Em có thấy không? Cuộc đời nó tan nát chưa? Cứ đầu tiên nè. Chưa được 10k, chưa được 10k anh chấp em. Đấy, chết điểm chấp đây. Thôi thì có khi nào mình ra mình trả kèo luôn anh em ạ, hết điểm chấp rồi còn cái gì nữa. Mười giây cuối mọi người ơi. Cảm ơn Đạt, để tên cảm ơn Đạt nơ, ai thì cảm ơn Đạt nơ bao giờ chưa? Rồi. Chị bỏ lại Cảm tên đi. ơn anh. Cảm ơn anh may mắn. Cảm ơn mọi người đã nhấp tay cho em. Cảm ơn Oanh. Cảm ơn chị Nga. Cảm ơn Đặng Đạt lại còn đen. Khổ quá. Để chị tính. Cảm ơn Su. Cảm ơn Đạt Tư. Cảm ơn Nổ U 52. Cảm ơn Chiu Cảm ơn tất cả mọi người đã Cảm bấm tay cho ơn em nha. Cảm ơn mọi người. nhà cái uy tín. Cảm ơn Tiên Thảo. Cảm ơn Quang Anh. Đầu thì giờ là ông P5 nhá. Dạ. Dạ, 10 cái. Dạ. Kêu sao kêu gì? Thì sao anh nhanh lên 20 cái? 20 cái. Không chân nữa nhá. Thôi thôi 15 cái. Thôi thôi 15 cái đi. Không chân nữa nhá, 20 cái đâu chứ không chấp. Nhưng mà hết rồi, nhà em hết rồi. Thôi 10 cái tiếp đi nè. Không thôi 5k cũng được nè. Sao không chấp, không chấp thua sao? một hai ba
trời. Éo 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 éo. Dẻo. Dẻo hơn em rồi. Dẻo hơn em. Dẻo hơn em rồi. Bấm tay đi, không chấp nữa đâu mà bấm tay đi, chấp đi. Ôi không chấp nữa sao, em chết sao? Ôi trời ơi, anh cứ... Nhanh rồi bấm tay thôi. Em chỉ bây giờ chỉ giúp một kèo thôi. Kèo này mà em nhà em không lên điểm nó vẫn cho em 10k, mà nhà em lên điểm thì không chấp nha. Ý là vậy nè, ý là vậy nè. Không, ý là vậy nè. Dây cuối nhà em không lên thì anh vẫn tính cộng cho em 10k. Còn nếu như mà nhà em úp á thì trừ không tính, không tính chấp 10k. Em bao nhiêu đấy?